mình đã phải dừng lại thêm một lần nữa để quay cái bản chỉ dẫn này với các bạn. Đây, các bạn đi cổng số 1 của làng hoa thì đi thẳng 1 cây số nữa. Còn nếu các bạn rẽ trái 3 km sẽ đến cổng số 2 của làng hoa. Thì con đường bên trái này chính là đường tránh của tuyến đường tỉnh 848. Con đường này mới mở, cũng có trồng hoa các bạn, và đi đến được cái cổng số 2 phía sau của làng hoa Sa Đéc. Đây, cổng số 2 sẽ có cái hình bông hồng. Các bạn nhớ thấy hình bông hồng là cổng số 2 nha. Đường này thì xe lớn đi thoải mái hơn đường kia. Đó, đường ô tô lớn là người ta đi đường này nó đỡ kẹt. Còn đậu xe thì đây, dưới chân cầu người ta làm bãi đậu xe cho các bạn luôn. Mênh mông luôn, thấy không? Phía trước mình đó là cái cầu Sa Đéc 2 đó các bạn. Cái cầu này cũng bắc qua sông Sa Đéc luôn. Khi ra khỏi cổng số 2 á, các bạn nhìn ngay tấm bảng chỉ dẫn to đùng bên kia để hướng các bạn đến với khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc. Đối diện bên kia 500m nữa là tới các bạn. Tại đó các bạn sẽ thấy được chương trình cá lóc bay, biểu diễn cá lóc bay độc nhất vô nhị tại làng hoa Sa Đéc. Những con cá lóc sẽ bay lên khỏi mặt nước để đốp mồi, chỉ có ở cánh đồng hoa hồng Sa Đéc các bạn. Đây là nơi đăng ký xe điện nè. Xe điện cổng số 2. Đây là những chậu cúc mâm xôi đa sắc mà chưa nở, mới ra nụ nụ búp búp, các bạn mua về chừng đây tới Tết là nở là đẹp. Đa sắc luôn, màu tím, màu cam, màu vàng gì cũng có. Ồ, ở đây người ta thiết kế cả khu để bán hoa luôn các bạn. Cây này hình như là cây sống đời. Đứng sáng chỗ này là chụp. Chị ơi, phải không chị? Sống đời phải không chị? Sống đời, cái tên quá đẹp luôn. Trồng để cầu mong sống đời đời luôn. Đây, trạng nguyên 110.000 một chậu trạng nguyên. Đây là điểm du lịch rồi, nên giá cả rõ ràng luôn. Sen đá nè, nhìn những đó sen đá này mình nhớ Phật lắm á sư cô ha, nhìn giống như đó hoa sen của Phật ngồi vậy đó. Sen đá bên trong này, các cô gái bằng áo bà ba xinh tươi quá trời đẹp. Đẹp quá mình quay lén thôi, quay thiệt mấy bạn la. Cảm ơn. Đợi xe điện các bạn. Còn cây này là cây ngăn lượng. Những cái tên đẹp đẹp mỹ miều không à, nên người ta thích mua về trồng để mang vinh hoa phú quý tài lộc. Xin lỗi mọi người, nó còn thêm chữ kim nữa, kim ngăn lượng luôn mới đúng. Và chậu bên đây tới 2 thân, tức là 2 cây, nó có giá là 155k, còn một cây thì có thể rẻ hơn nhiều. Kim ngăn lượng, quầy bán vé xe điện lúc nào cũng cháy hàng, còn là đợi nửa tiếng một tiếng không à. Phải đợi không? Ông đợi đi không có nổi đâu. Mọi người thông cảm, giờ cao điểm mà. Đây là những cậu cúc mâm xôi mà size khổng lồ, bự lắm luôn, bự hơn cả em bé luôn các em bé. Còn bên đây hơi nho nhỏ hơn một tí, đó là những cái giá tiền khác nhau đó. Hôm trước anh ấy nói đó, chậu nhỏ nhỏ thì có thể 200, chậu bự thì mắc hơn chút, bự nữa mắc nữa. Nên đừng có hỏi giá một chậu bao nhiêu mà phải coi kích cỡ cái size bao lớn các bạn. Ai cũng hứng thú với những chậu cúc mâm xôi, trồng cực lắm đó chú. 3-4 tháng trời, chậu bự bự 5-6 tháng luôn. Rồi mình trở lại với tuyến đường tránh tuyến đường tỉnh 848. Mình đi thẳng về phía phía cái dòng xây nè, là đến một khu du lịch nữa. Rồi qua lộ lần nào cũng vất vả hết các bạn. Nhường em cái anh 16. Ra luôn. Rồi, đường này hồi nãy mình có giới thiệu á, là người ta ra đây mở những cái dừa hoa kiển bự bự khổng lồ quá các bạn. Do ngoài này xe lớn, ô tô tải đồ, xe cẩu đồ có thể đi được, nên những cái ngành công nghiệp nặng của hoa kiển người ta đi ra ngoài này nhiều lắm. Giống như Hùng Thi nè. Hùng Thi cũng có cái nhà để bán tùm lum thứ ở đây nè. Hùng Thi chỗ khu du lịch đó. Rồi, đây là cỏ nè, xe đã đậu để lên đó. Cỏ nhung nhực các bạn. Mọi người trồng như cái săn banh vậy đó. Cái xong mọi người sẽ cắt ra từng thước bó lại để lên xe. Các bạn mua như vậy, về tới nhà, đổ chấu đen xuống, chảy nó lên, lấy cái đồ nặng, đập cho nó dính xuống là nó sẽ sống. Nó nhanh hơn các bạn trồng từng cây chiết ra.
bạn kéo một cái bít cái giường bạn luôn, rồi cái nào nó không sống thì lấy cái khác thế vô xong. Mình sẽ đưa các bạn đi qua cái dòng xây đó, một điểm nhấn du lịch nữa nè, gán lên các bạn. Mình mệt dữ lắm rồi, quá trời nắng luôn. Dòng xây này là dòng xây ngoài đường tránh tuyến, hai bên dòng xây cũng có trồng hoa để bán luôn, các vựa hoa lớn luôn. Vừa qua khỏi dòng xây, các bạn sẽ đến được với điểm tham quan du lịch có tên là Vườn Hồng Tư Tôn. Nơi đây có biệt danh là trái tim của làng hoa các bạn. Trong những người kiên trung ấy, phải kể đến ông Dương Hữu Tài, dân gian thường gọi ông Tư Tôn. Ông đã tìm mọi cách để duy trì vườn hoa của mình, sưu tầm những giống hoa mới, đặc biệt là hoa hồng, để rồi tên tuổi của ông gắn bó với vườn hồng Tư Tôn. Nơi đây đã trở thành một vườn ươm những giống hoa hồng mới cho Sa Đéc, cho Nam Bộ và cho cả nước. Bây giờ khu du lịch vườn hồng Tư Tôn cũng bít luôn, đông nghẹt du khách luôn, hết chỗ đi luôn các bạn. Bên trong sẽ có các tiểu cảnh để các bạn chụp hình, rồi có những tấm hình lịch sử liên quan đến các vị tiền nhân khai mở ra làng hoa Sa Đéc. Có hai câu thơ mà mình nghe đi nghe lại vẫn rất là tâm đắc, đó là tiền nhân công đức thiên niên thịnh, hậu thế dung bồi dạng đại dinh. Công đức của các bậc tiền nhân sẽ ngàn năm luôn thịnh mãi, thì hậu thế sẽ cố gắng dung bồi để có những năm sao vinh hoa phú quý. Mình dịch theo kiểu dốt là như vậy đó các bạn. Có sai các bạn thông cảm. Các bạn nhìn bên tay trái coi, thấy chữ chưa? Úc Bủ, khổng lồ chưa? Cái vựa hoa lúc nãy mình ghé thăm ở đường bờ kè đó, đây là một cái đại bản danh khổng lồ. Đường này mới mở nên mọi người ra đây, đại gia ra đây mua sắm. Đây là vựa chậu Úc Bủ nè, xin thưa cả ngàn loại chậu luôn. Các bạn muốn từ chậu cổ cho tới chậu mũ đều có. Rồi, Úc Bủ quá lớn các bạn. Đây là cái cầu Cai Dao 2. Cầu Cai Dao kia thì ở trong làng hoa ha. Đây là Cai Dao 2. Vì sao mình phải quay? À, quang, qua lộ một cái. Ngay cái cầu này qua lộ, mình sẽ đưa các bạn gặp với cảnh người ta trồng cỏ. Đó, các cô, các chú với những chiếc ô dù đó đang trồng cỏ nhung nhực đó các bạn. Đó, mình phóng to hết cỡ luôn. Người ta đang trồng cỏ đặng cho nó sinh sôi, nó tốt, nó thành thảm đàng hoàng rồi đó. Người ta sẽ cắt gà đi bán, đi giao. Một ngành nông nghiệp trồng cỏ rất là phát triển tại làng hoa Sa Đéc. Cây này là cây châm ổi. Châm ổi có màu vàng, châm ổi có màu trắng luôn, rồi màu hồng, màu cam, màu đỏ luôn. Châm ổi này hôm trước mình từng thấy một gốc châm ổi quá lớn, người ta có thể làm bonsai châm ổi được luôn các bạn. Còn sau lưng nó là một vườn hồng. Vườn hồng đủ màu sắc, đủ loại luôn. Có hồng trong nước, hồng ngoại nhập mà mình không biết tên, không biết nói, cho các bạn coi sơ sơ thôi. Đây là hoa phù dung nè các bạn. Hoa này khi mới nở sẽ có màu trắng, nhưng mà nó gần tàn nó sẽ chuyển qua màu hồng. Nó thật là đặc biệt như vậy đó. Hoa này nó mau tàn lắm nên mới có bài hát là sao gì nhìn giống đời đó phù dung, sớm nở tối tàn, xót thương vô vàng, chưa thấm vội lìa tan. Bài hát đó các bạn nhớ không? Đây, đó phù dung cũng rất là đẹp, dễ thương lắm luôn. Ủa, cây này cây gì mà lạ quá các bạn. Lá nó đốm đốm như cẩm thạch vậy đó, mà nó có trái nữa. Trái thì nhìn giống tựa tựa trái chanh. Ồ, nhóc trái luôn các bạn thấy không? Đó, ở trên cũng có trái nè. Do không có chủ vườn ở đây á, mình không biết hỏi người ta đây là cây gì. Có gai nữa, có thể đây là một loại chanh gì đó, chanh nước ngoài đó, mình không biết các bạn. Chúng ta lại tiến bước trên đường tránh tuyến. Đường tránh tuyến này có tên là đường tỉnh 848 mà có chữ B vô, 848B. Còn đường tỉnh kia là 848. Mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái số 848 hoài các bạn.
nghe chán không? Chiều nay mình quýnh số đó đi. Đi chút nữa mình sẽ chỉ các bạn một cái điểm tham quan du lịch nữa nghe. Quá trời nắng, quá trời mệt rồi. Gán chút nữa các bạn. Khô nước miếng luôn nhớ ủng hộ mình các bạn ơi. Lại kẹt xe nữa à. Kẹt xe là đặc sản của Sa Đéc vào thời điểm cao điểm du lịch. Từ khắp mọi nơi bà con ùn ùn kéo về Sa Đéc các bạn. Người ta quẹo vô cái đường này nè mới gây kẹt xe nè. Đường này là đi đâu? Đây, ngay cổng ở phía ngoài có những tấm bảng ghi nè, các bạn nhìn nghe. Tấm bảng đầu tiên màu vàng ở trên ghi là khu du lịch Sa Nhiên Garden. Để đi đến nhà úp ngược thuyền buồm. Còn tấm bảng thứ hai ghi là Big House. Đây là một khu du lịch với một quán cà phê thiết kế hoàn toàn màu hồng, rất là dễ thương. Điểm thứ ba là Color Land. Color Land là dùng đất sắc màu. Nó thuộc về Sa Nhiên Garden luôn các bạn. Không biết có thuộc không nha, mà mua cái vé nó đi được bên đó luôn. Con đường nhỏ này sẽ đưa các bạn thẳng tiến đến đó. Nhưng bây giờ cũng đang kẹt xe nên mình là miếng vô quá. Có xe vô nữa rồi kìa. Mọi người đến đây đông lắm luôn. Đó, bà con đến đây đợi xe điện nữa nè. Trời quá đông du khách. Xin chào bà con, cảm ơn bà con đến với Sa Đéc. Cảm ơn công ty du lịch nè. Công ty gì đây? Như Ý Tourist đến từ lắc qua không thấy, huyện Củ Chi, ừ, Sài Gòn. Cảm ơn đã đưa bà con đến đây tham quan Sa Đéc, tham quan Đồng Tháp, tham quan miền Tây. Dạ, em xin phép chị một chút ha. Em cảm ơn. Dạ, cho em quay cái bông súng với bông sen của chị đẹp quá. Chị đang vô chậu chuẩn bị xuất đó các bạn. Thì ở đây người ta bán sẽ có trách nhiệm là lo cho cái cây của bạn nguyên vẹn về tới nhà. Họ bán một cái chậu hoa vài chục ngàn thôi, phải ngồi bó, phải quấn như vậy, kỹ lắm. Hoa sen thì như vậy, còn hoa súng thì sao? Bó lại ha. Ừ. Hoa súng nè, rồi hoa ấu nữa nè. Cái nhỏ xíu này kêu bằng ấu thái phải không chị? Ấu thái đó. Thấy cưng không? Có bông hoa nữa đó. Cánh hoa nó cũng đẹp nữa, dễ thương lắm. Từng cánh gời nó như vậy nè, thấy không? Đó. Rồi, hoa súng thì có nhiều màu lắm. Mình ở nhà thích trồng cái này lắm. Vì sao? Vì khi trồng cái này các bạn khỏi cần tưới. Các bạn đổ nước giờ các bạn đi chơi 5 ngày 7 ngày về, cây dạng sống bình thường. Còn các bạn trồng những loại hoa khác như bông giấy rồi đó, mỗi ngày các bạn phải tưới nè. Nó cực lắm luôn. Rồi hoa súng các bạn bên dưới các bạn có thể thả những loài cá như cá bảy màu. Nó bơi len lỏi đẹp lắm. Có nhiều màu lắm, màu trắng nè. Giữa trưa nắng gắt quá các bạn ơi, không biết quay có đẹp không nữa. Đây là màu tím nè. Màu tím thôi là có nhiều loại tím lắm. Tím tươi nè, tím đậm nè, mà ngay giữa nó phải trắng nữa, tím viền. À, màu hường giống như cái màu bông súng mình ăn ở nhà, ăn lẩu canh chua đó các bạn. Màu vàng này có hai loại lận. Loại vàng cánh nhỏ ốm nè, với màu vàng cánh tròn. Ủa chị, cái lá đậm đậm đây là màu gì chị? Cái súng mà. Dạ. Súng Mỹ. Nó màu gì chị? Màu đỏ. Màu đỏ. Trời. Hiện giờ có một cây nó bị dắt tè, nó nắng nó chết rồi. À. Cái chậu màu lá tím đậm này nè, người ta gọi là súng Mỹ. Cái bông nó nè các bạn, nó là màu đỏ luôn. Ê đỏ, coi cái nghe đỏ. Coi nhẹ nhẹ thôi. Ồ, màu hoa nó rất là đỏ đậm. Quá dữ, một giống mới nữa. Hoa sen cũng có nhiều loại luôn. Sen ngàn cánh nữa đó các bạn. Mình thấy bên tay trái chính là du thuyền giữa cảng. Một điểm dừng chân ăn uống tham quan có tên là du thuyền Dược Cạn. Có chụp hình luôn, có tiểu cảnh luôn. Một chiếc du thuyền nằm sát bờ nè, Dược Cạn các bạn. Gan chút nữa chúng ta sẽ dừng nghỉ mệt tại quán cà phê Ngôi Nhà Màu Hồng. Ủa anh ơi, quán cà phê hay là... Nếu các bạn muốn tham quan á thì mua vé là 50.000 một người, cho em thì 10.000. Ồ, chiếc xe điện cũng màu hồng, thật là đặc biệt. Khởi nguồn từ cái quán cà phê màu hồng thôi, bây giờ đã thiết kế cả một khu du lịch mang hình dáng của Nhật Bản. Đến đó các bạn chụp hình hóa trang rất đẹp. Rồi trở về với con đường phía trước, chúng ta qua khoảng 100m nữa thôi là đã đến được chiếc thuyền buồm
các bạn ngạc nhiên chưa? Chiếc thuyền hải tặc luôn đó các bạn, ghê lắm luôn. Còn đối diện với chiếc thuyền buồm đó chính là ngôi nhà úp ngược. Một ngôi nhà với thiết kế kỳ lạ, xuất hiện cách đây khoảng vài năm, nổi tiếng nhất miền Tây thời đó. Sau bao nhiêu năm không biết bên trong có thay đổi gì không, nhưng mà vào phải mua vé, mình hết tiền rồi, nhìn từ xa được không? Chiếc thuyền buồm và ngôi nhà úp ngược đều thuộc về Sa Nhiên Rá Đành, một chủ một cái các bạn. Và qua bên đây vẫn còn chung chủ nữa, đó là Dùng Đất Sắc Màu. Đây, Khó Lờ Len cũng là một nơi để trang trí những tiểu cảnh thật nhiều màu sắc cho các bạn đến tham quan. Ba nơi này các bạn hãy đến mà thưởng thức chung luôn. Bây giờ mình sẽ quay trở về với con đường vành đai để đưa các bạn đi về hướng tham quan tiếp theo. Quay lại chỗ đẹp nãy rung quá các bạn. Rồi chào bà con nghe. Trời ơi, quá đẹp bà con. Như ý tu ghiết. Chào bạn luôn. Bữa nào dắt về Bạc Liêu tham quan nhà công tử Bạc Liêu nha. Hả, giá gai hả? Trời ơi, hộ phòng nè, đồng hương. Có đeo bao tay, bắt tay cái. Mình người hộ phòng, bến xe hộ phòng. Ở đâu có giá gai? Ở đâu? Em ở cây Gừa. Trời ơi, hộ phòng cây Gừa. Rồi, chào bà con. Chúc bà con có chuyến tham quan thật sự vui vẻ ý nghĩa. Dạ, em là du lịch nghèo nha bà con. Du lịch nghèo. Rồi, lại kẹt xe nữa rồi. Đi ngoài luôn. Ngay trước mặt chúng ta chính là đường tỉnh 848. Sau khi nó đi từ cổng khu công nghiệp Sa Đéc, nó sẽ đi ngang cái ngã tư này nè các bạn, thì nó sẽ giao nhau với đường tỉnh 848B. Các bạn quẹo bên đây sẽ đến khu vực trồng hoa của bà con Sa Đéc nữa nè. Còn các bạn quẹo bên đây thì sẽ đến được với gì ta, nhóm tới mới thấy. Đó đó đó, bên kia có tấm bảng màu vàng vàng, các bạn thấy không? Khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc, một điểm tham quan du lịch nữa. Đi qua đó đi rồi mình quay cái cổng cái nữa nghe các bạn. Mình toàn là đi ở ngoài quay cổng không à, không có tiền mua vé đi vô trong các bạn. Đó, quẹo theo mọi người nè, để đến với khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc. Đây là một khu du lịch mới mẻ, được xuất hiện cách đây khoảng 2 năm. Mình nhớ không lầm là 2 năm các bạn. Từ cái ngã tư này, các bạn đi khoảng vài trăm mét là tới thôi. Bên tay trái sẽ có tấm bảng bự để đón các bạn, không có sợ lạc đâu. Đây, bên tay trái các bạn sẽ thấy khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc. Rồi, đến đây các bạn sẽ tham quan các tiểu cảnh, và đặc biệt có nhiều cái kỷ lục Việt Nam thiết lập ở trong đây. Ủa anh, giá vé bữa nay nhiều anh? Dạ 50.000 sao anh? 50.000. Dạ. Ở trong em nhớ có nhiều cái kỷ lục, em quên là cây me hay gì. Dạ, ở trong có ba cái kỷ lục quốc gia. Đúng rồi. Dạ, cây me. Cây me rồi cây xanh có được kính tán lớn nhất Việt Nam. Rồi cây cặp vàng liên tùng. Được tạo tác theo tứ diện nhật nguyệt là lớn nhất Việt Nam. Lớn nhất Việt Nam. Dạ. Cặp đều luôn. Dạ, đúng rồi. Đó. Đến đây mà tham quan nha. Bên trong sẽ có nơi làm chậu nè, rồi có tiểu cảnh, có khu vui chơi. Do thời gian gấp rút mình không thể ghé thăm, tất cả nhường lại cho các bạn. Vé 50.000 một người. Khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc sẽ chào đón quý khách. Bây giờ cũng là 11 giờ trưa rồi các bạn. Đã tới giờ cao điểm của mình rồi. Vì sao như vậy các bạn, theo chân mình chút xíu đi rồi mình bật mí. Vì vậy mình sẽ không quay lại cái đoạn đường tỉnh 848, đoạn từ khu công nghiệp Sa Đéc cho tới chốt đèn xanh đèn đỏ giao nhau với đường tỉnh 848B á. Đoạn đó mình có quay trước rồi, thì sau khi bấm kết thúc cái đoạn quay này mình sẽ chèn vô cho các bạn xem. Thì ở đó người ta cũng có trồng hoa, cũng dễ dàng tham quan và mua sắm. Còn bây giờ là do đến giờ cao điểm buổi trưa, mình phải đi làm các bạn, mình khổ lắm, mình không có tiền á, nên mình phải đi làm. Làm cái gì? Đi về trước một tí xíu nữa là mình sẽ cho các bạn xem. Du lịch nghèo mà, đi đâu cũng nghèo hết trơn á, tá túc nương tựa nhờ giả không mà các bạn. Đó, đi một chút nữa là vừa hết tấm bảng khu vực đông dân cư của làng hoa Sa Đéc nè, của thành phố Sa Đéc. Qua cái bảng này là sẽ tới cái nơi mà mình làm việc.
đẹp không, hai bên hai hàng cây quá đã ha các bạn ha, lý tưởng luôn. Rồi tới rồi, dừng lại tí xíu, nhờ bên tay phải có quán Hương Dừa. Mình làm ở đây nè các bạn, sau những ngày tháng bôn ba vất vả, đi tới đâu nhà trọ đuổi tới đó, mình được cô chủ quán thương tình cho ăn nhờ ở đậu. Xin chào cô chủ, bữa nay em đi làm về trễ, đừng trừ lương em nghe. Đừng trừ lương em nghe, ok đi tắt máy liền. Ok à, xin chào đội trưởng, em đến trễ. Thì đây là căn quán của cô chủ mình đó các bạn à, chào các bạn. Ừ, quán sẽ có những căn chòi, những chiếc võng nằm giữa cái vườn dừa. Ờ, sau những ngày bôn ba đến đây tá túc ăn nhở đậu ăn dầm nằm về, mình được cô chủ thương tình á cho mình ở đây ở luôn, nương tựa luôn. Mình có nhiệm vụ là đi chạy bàn với quét dọn vệ sinh, rồi tối á thì mình sẽ được dân võng ở căn chòi này ngủ, chứ không được ngủ trong nhà nghe các bạn. Tôi rất là mát mẻ, ờ, một không khí thoải mái không. Các bạn có lỡ đường đi ngang đây nhớ ghé thăm, thăm cô chủ với thăm mình. Mình còn đóng quân ở đây không biết chừng nào mới được trả hết nợ mới được về các bạn. Rồi để cho các vị khách ở đây ngủ trưa ngon giấc, mình sẽ tắt máy không làm phiền. À, quên nữa các bạn, mình phải chia sẻ về những cây dừa độc lạ của quán mình nữa các bạn. Cây dừa quán mình đặc biệt nó có màu cam, chứ không có xanh xanh đỏ đỏ như cây dừa khác. Thì cây dừa này có tên là dừa Tam Quan. Dừa Tam Quan nghe mọi người, Tết các bạn hãy nhớ tìm nó để chưng. Đó, có những trái dừa khô khô đó, cô chủ hứa cho mình về làm giống rồi. Rồi khách, để cho tiếp viên trưởng lo đi. Rồi, bây giờ mình phải đi làm việc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình từ sáng tới giờ. Phần cuối của video này là đoạn đường mình quay từ dòng xoay khu công nghiệp Sa Đéc cho đến ngã tư đường tỉnh 848B. Mình quay hôm trước, mình xin để lại cho các bạn xem để cùng nhau tìm hiểu. Rồi thưa các bạn, sau khi chúng ta rời khỏi Sa Nhiên Garden, mình đã quay trở lại với đường tỉnh 848. Mình đã dừng ngay tại khu công nghiệp Sa Đéc nè. Các bạn nhớ dòng xoay này vì lúc sáng mình giới thiệu đó. Hôm sáng mình đi hết tất cả các tuyến đường rồi, quẹo phải rồi, sau lưng rồi. Bây giờ mình sẽ quẹo trái, mình sẽ đưa các bạn đi đến con đường cuối cùng nữa rồi kết thúc video ha. Đó, quẹo trái là chúng ta sẽ đi về hướng phà Cao Lãnh á, đi về hướng chợ mới An Giang. Thì đoạn đường này cũng thuộc về làng hoa Sa Đéc luôn các bạn, bà con trồng hoa cũng rất nhiều. Ví dụ như chú đây sẽ trồng độc canh cây sứ các bạn, một loại một thôi. Có người thì trồng xương rồng, có người thì trồng chuyên về kiển lá. À, như bên kia thì chuyên về cây công trình, những cây bự bự. Ừ, có nhà thì chuyên trồng bông giấy đó các bạn thấy không? Có nơi thì trồng hoa hồng, bông giấy nè, những cái gốc giấy Mỹ ghép với giấy cẩm thạch cũng không biết phải hôn nữa nha các bạn. Mình không gành tại không có chủ, mình cũng không hỏi được. Thì giấy Mỹ sẽ có những cái góc đẹp như vậy đó, nhưng mà cái phần bông phần lá nó xấu nên người ta sẽ lấy góc thôi, còn phần trên người ta ghép với những loại giấy khác nhau cho nó đẹp hơn. Mình thấy những đố hoa màu tím này quá đẹp các bạn. Chỉ có sở thích yêu màu tím các bạn nên những cái bông hoa đều có màu tím. Đẹp quá. Chị ơi, cây bông tím này tên gì chị? Em thấy lạ, đẹp quá. Trang thơm em. Trang thơm hả? À, cây bông trang mà nó thơm hả? Đi hửi thử coi. Thơm quá. Rồi chị, tím này sao chị? Nó là thạch thảo em. Thạch thảo. Trời ơi, hỏi cái cuối cùng nghỉ hỏi nè. Cây này cây gì thôi. Cây đó đó. Cây lồng đèn. Rất cảm ơn chị. Cảm ơn anh và xin phép. Anh với chị đây có chơi những loại hoa mà mình mới thấy lần đầu. Thạch thảo, lồng đèn, trang thơm. Là thạch thảo luôn đó. Thạch thảo. Anh ơi, có cái màu trắng đó thạch thảo luôn không? Thạch thảo trắng. Thạch thảo trắng.
Ồ, nó nhìn giống bông cúc gì mà nó tên Thạch Thảo ha. Ồ, nó ngộ vậy đó các bạn. Mình vừa ghé cái chuối thấy cũng đẹp chuối ghé luôn. Thì trên đoạn đường này á, mọi người cũng có trồng, nhưng mà không phải trồng liền nhà, liền kề. Họ trồng xen kẽ, xa xa, có nhà có, nhà không. Bây giờ mình sẽ dừng lại cái bãi tham quan du lịch, nơi tập trung những người bán hoa ở đây, trung tâm thương mại Hoa Kiển Sa Đéc á các bạn. Đó, mình sẽ quẹo vào đây nè. Đây là những chiếc xe bản số ngoài Bắc vô, xe 89 nè, thùng bự kinh khủng luôn, vận chuyển hoa Nam Bắc luôn. Còn phía trước các bạn là những chậu cúc mâm xôi màu vàng mà chưa nở nè, mới nhú nhú vậy thôi. Đó, bây giờ bay lớn đó thì một tháng mấy sau nó mới nở ra là vừa Tết. Cái này đem ra không biết để trưng bày hay để bán. À, phía trước thì đang trang trí để phục vụ cho festival các bạn. Còn cái tòa nhà bự kia có tên là Trung tâm Thương mại Hoa Kiển Đồng Tháp. Rồi một cái nhà để đến đây để như là bán chợ vậy đó, chợ hoa vậy đó các bạn. Siêu thị hoa. À, bên ngoài thì toàn là những cây bông giấy. À, bên trong thì mình thấy đang trang trí, đang chuẩn bị làm sự kiện. À, người dân thường chưa vào được các bạn. Còn bên ngoài này thì những gian hàng, hội quán Tôi Yêu Màu Tím nè, hội quán Hội Nông Dân Lê Thanh Hiếu. Mình biết cái chú Tôi Yêu Màu Tím này, chú ấy làm cái gì cũng màu tím hết, từ chiếc xe màu tím tới cái điện thoại cũng màu tím, trồng những loại hoa màu tím không luôn. Dạ, cảm ơn, dạ, xin phép. Dạ, chị ấy đang chuẩn bị dọn ra gian hàng để bán trong festival đó các bạn. Chị ơi, cái cây dừa cạn gọi cây kế này là tên gì em quên hoài rồi chị. Dạ, cái này. Dạ, Yến Thảo. Dạ, Yến Thảo, tên quá đẹp luôn mà quên hoài luôn. Dạ, Yến Thảo, nó cũng có nhiều màu như cái hoa dừa vậy đó các bạn. Dạ, cảm ơn, xin cảm ơn. À, bên đây thì cây tắc nè. À, không biết phải gọi là cúc mâm xôi không nữa, hồi sáng bị hố rồi, giờ không dám nói mình bậy nữa. Cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, mấy cúc đó mình không biết phân biệt các bạn. Bên kia thì họ nông dân Trần Chí Sĩ đang đưa những cây bonsai mini độc lạ các bạn. Cảm ơn. Ôi, đã không các bạn? Đây là nghệ thuật ép những cây nhỏ cho nó già trước tuổi. Tuy nó rất trẻ đẹp, nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà nhìn nó giống như một lão kiển như các bạn. Lão cổ thụ. Trời, một cây gì có 160.000 hả anh? Ồ, cực khổ nhưng mà có 160 để uống ra cây gì rất là lâu các bạn. Anh ơi, nó là cây gì mà em thấy cái bông nó đẹp quá, mimi à? Hồng Ngọc hả anh? Hồng Ngọc Mai. Trời, quá đã, mới thấy lần đầu luôn các bạn. Ừ, các bạn nhìn thấy cái cánh hoa nó không? Hồng Ngọc Mai. Cái gì có 1,5 triệu á. Biết bự luôn. Cái đó nguyệt cái gì ta? Đó, linh sam à. Đó hồng phấn hả? Hồng phấn hả? Trắng phấn hồng. Rồi mình không biết, mình nói tầm bậy quá các bạn ơi. Cây me nữa nè, cây này không phải cây me nữa, em đi về thiệt luôn á. Đã không? Có 350.000. Trời ơi, tính ra dễ quá các bạn. Để giá nè, nhìn dễ mua. 1,150,000. Này à, linh sam phải không anh? Linh sam hạt gạo. Ờ, linh sam hạt gạo. Có mấy trăm ngàn một cây thôi. Bông hoa nó màu tím tím nhỏ nhỏ. Tính ra tính đâu nó làm cực như vậy phải cây tới bạc triệu ha. Tính ra cũng dễ mua. Hoa nó nè, có 270.000 à. Ồ, dễ thương quá luôn, dễ mua luôn. Đây, bên dưới có con dê luôn. Cái nhà nó nè các bạn, cây này đẹp quá nè. 720.000, có luôn cái nhà luôn. Đây là những cây sen đá, nó cũng thu hút không kém những cây bonsai bên kia. Nhìn thấy cưng hết biết.
anh ấy không có để giá, không biết đường báo giá luôn các bạn. Nhưng mà nhìn đã quá. Thì mình nghĩ mọi người đang chuyển ra từ từ. Các gian hàng này sắp sửa sẽ được trưng bày đầy nhóc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rời cái trung tâm thương mại Hoa Kiển nè. Mình sẽ quay lại đường lớn. Đó, bên ngoài sẽ có những cái kho lớn như vậy đó để cho trung chuyển hoa đó các bạn. Những xe lớn người ta đút vô đó luôn. Chắc thì nó an tâm hơn, nắng mưa không ngại. Trên trục đường 848 này có nhiều cái bãi giống vậy lắm. Bên đây mình thấy có một vườn hoa hồng, trồng toàn là hoa hồng không. Còn đây là vườn địa lan. Phong lan thì các bạn treo lên, còn địa lan thì các bạn trông xuống chậu. Đây là vẻ đẹp của những chậu cúc mà không biết cúc gì. Ở dưới vẫn là dạ yến thảo. Ở đây là cơ sở Hoa Kiển Xuân Trang. Làm gan vô một cái ha. Ủa chị ơi, cái lan này tên gì hả chị? Dạ, tên không biết luôn các bạn. Mình gọi đây là lan không biết. Quá trời đẹp luôn. Đây là phong lan nè, người ta sẽ treo trên cao, gọi là phong lan. Ủa chị ơi, phong lan với địa lan cái nào mắc chị? Cái địa lan đó 800, cái này dạ. 250 à. À, cái chậu đẹp đó cũng 250 luôn hả chị? Cái chậu đẹp đằng đó luôn. Ồ, quá trời luôn. Cũng không có quá mắc các bạn. Đẹp như vậy chỉ có 250 thôi. Còn đây là một số loại kiển mà để trưng trong nhà nè. Nó cần ít ánh nắng mặt trời thôi, không cần mặt trời nó vẫn sống tươi đẹp. Như cái này lưỡi hổ nè các bạn. Mình mới hỏi được chị mới biết được cái cây mà lá đẹp đẹp này gọi là cây chầu bà thanh xuân. Tên quá đẹp luôn. Tên quá dễ thương luôn. Nhìn đáng yêu quá các bạn. Rồi, một chỗ mình hỏi dài ít thôi để cho bà con người ta làm việc được á. Mình hỏi nhiều quá bà con thấy làm phiền. Rồi bây giờ mình xin cảm ơn và mình rời xa cơ sở Xuân Trang. Cái mình đi tiếp cho các bạn xem nữa. Cái nào độc độc lạ lạ mình dừng lại mình hỏi, có người mình sao hỏi được mình hỏi cho các bạn nghe. À, còn việc hỏi giá thì hơi khó một chút, sợ lộ giá của người ta các bạn. Ý da, cái cây gì mà đẹp dữ vậy ta. Một loại kiển lá nữa mà màu tím đậm luôn, có bông các bạn. Cây này mình biết nè, hồi nhỏ mình gọi là cây thuộc bài, cây chắc bát diệp đó các bạn. Mình bẻ cái lá bỏ vô cuốn sổ là thuộc bài, hỏi cả học bài cũng thuộc. Hồi nhỏ ai cũng đồn vậy đó, tin theo, thi rớt thấy bà luôn. Còn cái cây bên kia nó đẹp gì đâu luôn, nó màu tím rất là độc lạ. Mình không biết nó tên gì nữa các bạn. Xin phép bước vài bước chân vào tới đó cho gần gần các bạn xem cho dễ. Lá nó đẹp quá ha. Chưa thấy bông nghe các bạn. Không biết có bông không. À có bông các bạn. Bông nó nhỏ nhỏ màu đỏ kia kìa. Nhỏ xíu cà siêu thôi. Nhưng mà đẹp nhất vẫn là phần lá. Ủa chị ơi, cái cây lá màu tím tím đó là cây gì chị? Cây hồng phụng hả chị? Dạ. Hồng phụng. Rồi cái cây sau lưng em mà bông đỏ đỏ này là cây gì chị? Cây trà mi. Em cảm ơn chị nhiều. Hồi nãy giờ mình thấy cây này cũng rất đẹp, mình cũng muốn biết nó tên gì. Sẵn đây hỏi lén luôn. Thì đây là cây trà mi. Trời ơi, cái tên dễ thương quá. Em gái trà mi. Thích quá các bạn. Những loại hoa này mình chưa bao giờ trồng. Còn cái hoa kế bên này là cây hoa lài nè. Nhìn cái lá là biết rồi, nếu sai nữa là nghỉ luôn. Cây hoa lài mà cắm bãi gì đó nhớ không. Rồi bây giờ là cây lá nâu nâu đỏ đỏ tím tím này nè, gọi là cây hồng phụng. Quá đẹp. Rồi xin cảm ơn, mình sẽ quay ra.
Một loài kiển lạ nữa. Nhiều loại lạ quá các bạn. Kiến thức của mình non cạn quá. Loài hoa này nó dùng những cái lá đơm đốm nho nhỏ mi mà nó làm cho chúng ta bị hút hồn luôn. Và ở đây có nguyên một cái vườn luôn các bạn, mà không biết tên gì. Cây này là cây gì không biết các bạn, nó có thể cao như cây dù kia nữa kìa. Cái cây xanh xanh phía trước mình nhìn nó giống như là những cái đôi ọt non mới nhú vậy các bạn. Cái màu xanh nó xanh nhạt thấy mà cưng luôn ha. Mình thấy nó nhiều lần lắm rồi, cũng chưa kịp hỏi tên luôn. Về lại. Thích cái này lắm luôn nè. Hồi xưa là mình đã sưu tầm một màu là một chậu các bạn. Cái hoa bụp á, đáng yêu không? Hoa bụp mà không biết bụp của nước nào mà nó bông nó bự, đủ màu luôn. Cái loại mà bông tùm này luôn, với cái loại bông như hoa bụp hàng rào mà mình trồng ngày xưa. Còn màu thì đa dạng màu sắc. Đi nãy giờ á, các bạn đâu có thấy ở đâu mà trồng cây dạng thọ hay là cây cúc Đài Loan phải không? Thì những loại cây đó đó sẽ được trồng phổ biến tại làng hoa Cái Mơn hay là những làng hoa khác. Tại Sa Đéc người ta ít trồng các bạn. Mỗi người chuộng một cái sản phẩm đặc trưng mà. Những cái loại hoa đó ở bên làng hoa Cái Mơn trồng rất là nhiều. Mỗi một hộ có thể trồng mấy ngàn giỏ luôn. Còn bên đây thì chuyên cái loại kiển mà bán được quanh năm. Dạng thọ thì trồng chỉ bán được có mùa Tết thôi. Ở bên Cái Mơn thì cái mùa thường người ta có thể làm cây giống như là cây sầu riêng, cây mít gì đó ăn dân. Thì tới gần Tết á, người người sẽ vùa nhau để trồng cây dạng thọ hay là cây cúc mâm xôi luôn. Còn bên Sa Đéc này thì mình thấy có xuất hiện những cái nhà vườn trồng cúc mâm xôi, nhưng cây dạng thọ thì rất ít làm. Thì ở làng hoa Cái Mơn á, người ta cũng có chuyên về trồng cây mai nữa. Người ta nuôi cây mai tới Tết người ta đi bán. Còn ở Sa Đéc thì rất ít, chủ yếu là trồng những cây hoa nở quanh năm. Đó là một bãi xe đó các bạn, bãi xe để vận chuyển hàng hóa đi xa. Dù đó thì hơi tối, đỡ nóng thôi nhưng mà hơi tối với bụi nhiều. Sắp hết rồi, tới đèn xanh đèn đỏ đó nữa là gần hết rồi đó. Đó là vườn Sứ Thái. Thì ngã tư phía trước chính là ngã tư để quẹo qua cái đường tránh tỉnh lộ 848. Họ xe tới đây là quẹo qua đó đó các bạn, cho tránh cái đường khu công nghiệp Sa Đéc mới thi. Hồi sáng mình đi đường đó để giới thiệu các bạn vườn hồng Tư Tôn hay là Sa Nhiên hay là cầu Sa Đéc 2 đó. Thì tới đây xe sẽ quẹo đi. Còn đường thẳng này đi một chút xíu nữa sẽ hết làng hoa Sa Đéc rồi. Mình sẽ quay lại. Đi nữa thì ít rồi, thưa dần rồi. Tới đây là như là điểm rìa của làng hoa rồi. Không còn nhiều bà con trồng nữa. Chúng ta quay lại ha. Mình quay lại mình coi có cái gì mình thắc mắc mình hỏi thêm. Rồi mình sẽ kết thúc video. Xin phép chị ghé thăm vườn hồng của chị. Chị đang làm ở xa phía sau. Hoa hồng. Hoa hồng thì như mình nói đó, có nhiều giống đó. Nào là hoa hồng này kia kia nọ, có hoa hồng Sa Đéc nữa. Cái hoa hồng nhỏ xíu gọi là hoa hồng tiểu muội nữa các bạn. Nhưng mà mình chưa phân biệt được cái nào là cái hồng nào là hồng nào. Em xin phép chị, em cảm ơn. Chị ơi, cái hồng nhỏ xíu có phải là hồng tiểu muội không chị? Không phải nữa hả? Cái hồng gì chị? Hồng siêu nụ. Trời ơi, nhiều giống quá. Qua bên Sa Đéc lần này gói ben luôn các bạn. Hồi xưa mình nhớ cái hồng nhỏ nhỏ kêu bằng tiểu muội rồi đó. Còn bây giờ là hồng siêu nụ. Tức là nụ nó sẽ ra nhiều, bông nó sẽ nhiều hơn bình thường. Tên nó là hồng siêu nụ. Đây, nụ đây. Nụ đây, hoa đây, màu vàng thiệt là đẹp. Có màu trắng nữa nè. Màu hương nữa nè. Nhưng mà mình thích màu này nè các bạn. Đó. Nó lem lem cái cánh cực đã luôn. Mình thích cái dạng lem lem như vậy nè. Quá đã. Hồng siêu nụ. Rồi em cảm ơn chị. Xin chào các bạn hồng. Có
Dạ xin phép chú con ghé thăm vườn sen đá và vườn xương rồng của chú. Đẹp quá chú. Mình gọi chung là sen đá thôi chứ nó có tên gì khác riêng không chú? Ví dụ như nó nhiều màu, nhiều kiểu nè chú. Dạ, tao có nhớ hết tên con. Dạ, kêu sen đá cái được rồi. Sen đá thôi mà dạ. Bao gồm nó đi. Bao gồm nó luôn. Còn xương rồng nè, xương rồng đã xương không? Rồng. Dạ. Xương rồng có bông á, đẹp đó không? À cái loại này là có bông này ha. Ờ. Cái bông nó màu tím tím hồng hồng á. Còn cái loại mà xương rồng cái củ màu đỏ luôn là sao chú? Nó rất là ngọc quyền. Ngọc tên quyền. Nó ngọc quyền dạ. Của Trung Quốc. Nó của Trung Quốc về. Đúng rồi. Dạ. Mà nó thường thường nó ghép ở trên cao đó, nó như gốc thanh long hay gì chú? À, đúng rồi. Đó. Mà nó mau chết lắm không? Đúng rồi. Ghép vậy nó mau chết. Đúng rồi. Tại sao nó không trồng dưới đất như cây này chú? Đâu được, có tùy theo loại. Dạ, cái loại đó phải ghép. Dạ. Chú đang bằng cây sứ sứ Thái nè. Rồi để cho khách mua. Tôi thích cái sen đá quá, nhìn nó hấp dẫn gì đâu. Sen đá nó sống bền lắm hả chú? Ở đâu bền? Không bền luôn hả? Có thời gian nào nó cũng phải chết chứ. Dạ, nó chết. Tao mới bán được mày. Ủa, mày sống bền sao tao bán được mày? Chú nói vui đó các bạn. Mà ăn chậu gì rẻ lắm hả chú ha? 40 à con. Trời ơi, 3-4 cây, 3-4 màu, có mấy chục ngàn nữa các bạn. Mà nó chết tội nghiệp quá, có cách nào cho nó sống dai không chú? Có chứ. Có ha, nhưng mà chú không chỉ đâu các bạn. Đúng rồi, để cho chú bán. Giá chờ bên mua, bên chết là tao bán cũng được đó. Người nông dân thật thà, nó chơi cho vui các bạn. Nó vui. Đây là 3-4 loại nè, cái này là bự hơn, để riêng, có bông luôn nè. Sen đá gì sao, vì nó sống ở trên đá đó các bạn. Rồi. Rồi, xin cảm ơn chú, cảm ơn anh chị, bye bye. Mặt trời xuống núi rồi. Ánh hoàng hôn đã chiếu bên cạnh đi kia đường rồi các bạn thấy không? Chú còn đang tưới tắm cho nó. Chú ơi, mình xài tự động rồi sao ngoài này mình thấy tưới riêng nữa chú? Nó không có ra tới đây hay gì? Ra tới đây ướt lộ người ta chửi hả? Ngoài đường trúng người ta. Trúng người ta các bạn, không có được. Có loại 4m, loại 6m, loại dạ. 2m đó, nó búng từ từ ở trong khu đó thôi. Còn cái vàng mà chú trồng ngoài này chú phải tưới. Nước này là nước sông hay nước máy chú? Nước sông. Nước sông, sông của mình mới tốt ha. Sông Sa Giang đó. Sông Sa Đéc đó các bạn. Kêu bằng Sa Giang đó. Tưới rồi nó tốt đó. Ở vùng đất này nhờ cái nguồn nước này mà những cây hoa trái nó mọc sum xê. Ủa này cây kiển hay cây ổi chú? Cây kiển hả? Giống thịt cây ổi không phải ha. Rồi cái cây cây này nè chú, hồi sáng con thấy hình như nó có trái đó phải không? Không phải. Không phải, không phải, không phải. Dạ, cây kia nó giống giống vậy mà nó có trái, như giấy chanh vậy đó. Chanh là cây khác, đó là cây trái. Dạ. Cây lá. Ồ, trời tưới vật vị khỏe quá. Ồ, nông dân giờ ta hiện đại lắm các bạn. Rồi, cảm ơn các chú xong rồi. Mình sẽ ghé nhẹ qua nhà hàng xóm của chú để cho các bạn xem những chậu xương rồng màu đỏ. Mình thích cái loại này dữ lắm luôn. Chú ơi, em xin phép quay phim cái à, em đi liền. Cảm ơn. Xin rồi, anh ấy chẳng cho. Đây là những chậu xương rồng mà mình nói lúc nãy nè. Nó đỏ, nó đẹp gì đâu các bạn. Tiếc là mình ghép như vậy đó, thời gian sau cái gốc thanh long có thể nó chết, nó quéo 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 vậy đó. Mình buồn lắm. Cái chậu kế bên này nó không đỏ nữa mà nó cam luôn. Trời ơi, nó đã không các bạn. Có thời gian mình nghiện xương rồng luôn. Mình sưu tầm tất cả các loại xương rồng. Sưu tầm một hồi hết tiền nghỉ. Nhưng mà cây màu đỏ, cây màu vàng vẫn hút hồn mình. Đúng là Trung Quốc sao nó hay thiệt, nó làm được hết các bạn. Bên trong đây thì những loại xương rồng mà người ta sống không có cần ghép, để chệt xuống luôn. Rồi nó sinh sôi nảy nở chùm chùm đề đề. Như vậy mà nó lại bền. Còn loại này đẹp quá. Chùm chùm đẹp đẹp luôn. Ngày xưa có loại là dạng Lý Trường Thành nữa, mình đây không thấy. Còn bên kia có như là hai cái tay thỏ vậy đó, chúng ta gọi là xương rồng tay thỏ. Còn cái củ to thiệt to này nè các bạn, chúng ta gọi là xương rồng kim hổ. Nó to nhất luôn, gai nó cứng lắm. Loại này thì mình không thấy có bông, mà cái củ thì nó rất là ấn tượng. Tại sao cái kia nó vàng, cái này nó trắng mình cũng không biết các bạn. Đó, mãn nguyện rồi. Cuối cùng mình đã gặp được cây xương rồng màu đỏ. Đến với Sa Đéc thì các bạn chỉ có đi săn, đi vòng vòng, các bạn sẽ tìm được cái gì các bạn muốn. Hình như cái này là xương rồng bát tiên. Coi phải không? Đúng rồi, xương rồng bát tiên. Rồi, đi ra thiệt luôn các bạn.
Bye bye, em cảm ơn. Anh còn nuôi một đàn trong đây nữa, chắc vô lợi nữa. Ra không khỏi các bạn ơi. Anh này mê xương rồng luôn. Anh này có nguyên một cái nhà ươm xương rồng trong đây. Trời ơi, đã quá. Hoa xương rồng luôn nè các bạn. Chiều tối rồi, nó khép lại rồi. Chớ ban ngày nó nở ra ghiền nữa. Xương rồng màu vàng nè. Một củ nho nhỏ màu vàng, nhưng mà vàng này khác, vàng này hai màu. Nó chiếm cả vàng và xanh. Có loại vàng tươi luôn. Trời ơi, xin thưa các loại xương rồng luôn. Trời ơi, cái này đã quá vậy. Ồ, thấy cưng quá bạn. Nó uốn éo nho nhỏ bên chậu. Thích quá. Đó, đây là những gốc thanh long anh ấy ươm để dành để ghép đó. Em cảm ơn anh, đã quá anh. Em đi hết nổi rồi. Mê quá. Ủa anh ơi, xương rồng sao phải ghép, và sao không ghép anh? Ví dụ cây màu đỏ này sao phải ghép lên để dưới nó sống không? Mấy loại ghép này chỉ có màu lớn chứ nó đeo bông á. À, ghép mới được. Có những loại đặc thù nó phải ghép rồi. Ồ, bắt buộc phải ghép. Còn cái cây màu đỏ đó mình có ươm tự nhiên ở đây chưa hay là không, bắt buộc phải nhập? Cái này nhập, cái màu đỏ đó nhập. Bắt buộc phải nhập, dạ. Còn mấy cây mà ướp là tự ươm. Tự ươm, dạ. Cây màu đỏ đó nó ngộ gì đó các bạn. Em... Dạ, cảm ơn anh. Anh ở đây là hình như là chùm xương rồng luôn á. Giả ma ngoài sao luôn các bạn. Trời ơi, còn dài dài luôn. Thâm thẳm ngoài sao luôn. Nhưng mà chiều rồi, mình sẽ không làm phiền anh. Chừa lại cho các bạn có dịp đến đây để tham quan và mua sắm. Đã quá. Rồi, bye bye anh, cảm ơn. Còn đây là xương rồng Bát Tiên nè. Hồi nãy chậu kia nó hơi khác khác. Còn chậu này là chậu hồi xưa tới giờ mình thấy nè. Có hoa màu vàng, hoa màu đỏ và hoa màu hường luôn. Xương rồng Bát Tiên có hoa quanh năm luôn các bạn. Nó cũng đẹp lắm, ngày xưa mình cũng có trồng. Quay trở lại với trung tâm thương mại rồi. Bây giờ là không gian trưng bày hoa kiển luôn. Còn bây giờ mình muốn quẹo về con đường làng hoa đó. Buổi chiều mát này coi du khách người ta có đi nhiều không các bạn. Mình thấy ở đây có một cái cổng để là đường về làng hoa Sa Đéc nữa nè. Chắc mình quẹo vào đây. Khỏi đi đường cổng số 1, số 2 gì hết. Mình đi đường bên hông qua luôn các bạn. Khám phá luôn. Ông mặt trời ơi, hả, chậm chậm một chút cho mình đi quay cho hết rồi hạ luôn. Để tối thui khỏi quay. Một ngày mệt mỏi tại làng hoa Sa Đéc rồi đó các bạn. Cũng may là có đi xe đó. Không có xe không biết sao quay hết nữa. Mặt mình bây giờ là gác luôn. Lên luôn các bạn. 1, 2, 3. Có phải đây là đường làng hoa không? Chưa phải, chưa phải. Mình phải quẹo về đây. Một con đường nhỏ nữa cũng có trồng rất nhiều hoa. Mình đi theo la bàn trong cái não mình thôi chứ mình cũng hết biết được đường gì. Phải khám phá lắm. Không khí buổi chiều yên bình, nó mát mẻ, nó đã lắm. Đi chơi đi buổi chiều này nó đã các bạn. Tại vì mình tranh thủ, mình sợ là quay không kịp, quay không hết á. Mình đi nguyên một ngày luôn. Các bạn thấy chiều mát, các cô, các anh, các chị phải ra nâng niu từng chậu hoa một. Tỉa từ một cái lá một các bạn. Cực quá hả chị? Nhưng mà vui ha. Đam mê yêu nghề các bạn. Chăm sóc tỉa tắm từng một chiếc lá. Đây là cây hoa cẩm chướng phải không chị ơi? Hay quá, mình còn nhớ các bạn. Nó như những cánh bướm gì á. Đây, để mình lấy gần cho các bạn xem. Hoa cẩm chướng có nhiều màu. Đây màu hường nữa nè. Chị ở đây yêu những loại hoa nho nhỏ, cẩm chướng 10 giờ. Trời ơi, cái vườn của chị còn mênh mông rồi sao nữa. Rồi ngày nào cũng ngồi bẻ như vậy, từng chậu hả chị? Dạ. Trời ơi, mỏi quá. Một chậu vô mình bán được nhiêu chục ngàn? Mười mấy ngàn. Trời, mười mấy ngàn một chậu thôi. Cực quá các bạn. Ngày xưa mình cũng yêu loài hoa này nữa. Nó nở cũng say bông lắm. Từng chậu luôn. Bên kia nhà hàng xóm của chị cũng vậy luôn. Hai ba người ra, một người bẻ một chậu. Nhưng mà không sao đâu các bạn. Chị ấy bẻ vậy mà chị ấy có tiền sắm vàng rồi đó. Chị ấy đeo vàng nhiều hơn mình nữa các bạn thấy không? Mình không có một hạt vàng nào hết. Em cảm ơn chị, chúc chị thật nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt. Bye bye chị. Rồi tạm biệt chị, mình né né nhẹ nhẹ qua nhà hàng xóm luôn. Ồ, chào anh nghe, em quay cái bông đẹp của anh một chút.
qua quay YouTube chơi gì đó, thấy bà con trồng đẹp dễ thương quá xin quay. Cảm ơn chị, đồng vợ đồng chồng và cả gia đình cùng ra làm, cảm ơn chú. Đó, trồng như vậy rồi lấy cái nước ở dưới sông đó đó tưới lên. Đây là phần trộn đó nè, gom trộn lại vô chậu. Cái đó là cây gì ta, phụng gì ta quên nè, cây đuôi phụng gì ta quên rồi các bạn, nó giống như cây mông gà vậy đó. Thôi chúng ta ra tới rồi, đây là cái cầu Sa Nhiên, quay về đúng đường làng hoa rồi đó các bạn. Thôi chúng ta đi một vòng này nữa nghỉ nha, lại buổi tối này có mở đèn nè, mình ráng quay lại một lần nữa coi có gì đẹp không. Con đường trục chính của tham quan du lịch là đường này đó nghe các bạn, nhớ nha. Tuy nhiên sẽ cấm xe, bạn cấm đó, hồi sáng mình đọc kỹ luôn, cấm mấy giờ tới mấy giờ. Thứ hai trong video này quay lại đường này rồi đó nghe. Mình kìm thấy có một em kìa. Cảm ơn em, chào cái. Ồ, em ấy bán nguyên một cái tiệm lớn luôn, của mình nên hay hết sức. Các bạn thấy tấp nập không? Xe tải, xe khách gì, ô tô đậu nhóc luôn. Cảm ơn, dạ. Chú chào mình mà mình quay lại không kịp các bạn. Đã không? Có 20 ngàn một chậu à. Dạ, cảm ơn chú. Chú ơi, cái cây đó cúc đồng tiền phải không chú? Dạ, đúng rồi. Còn cây đó là cúc gì chú? Cây cúc. Cúc Tiger, cúc gì chị? Cây đồng tiền là cái cúc bông. Ồ, dạ. Say mê luôn các bạn, cảm ơn chú. Đây là những chuyến xe nè, những chuyến xe vận chuyển hoa mang đi đến khắp nơi, khắp mọi miền. Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa. Chiều mát này người ta đi tham quan quá nhiều các bạn. Tại cắt dừa thì bà con đến xem và mua tấp nập luôn. Đây, anh ấy vừa vận chuyển từ trong vườn ra đó, những cây hoa hồng. Chào chú. Ủa anh ơi, cái hoa hồng Sa Đéc là cái giống nào anh? Hoa hồng Sa Đéc là hồng lửa trong đó nè. À, hồng lửa ha. Còn giống mình đang ghim là hồng gì anh? Hồng siêu nụ. Hồng siêu nụ, dạ. Cái giống hồng hồi nãy giờ đi đâu cũng gặp đó. Còn anh nói cái hồng lửa trong kia là hoa hồng Sa Đéc. Em xin phép em bước vô trong con cái anh ha. Cảm ơn anh. Đây là cái bông cẩm chướng lúc nãy nè. Ở đây người ta trồng ra, chuẩn bị ra bán đó, nên có bông nhiều. Hồi nãy trong nhà vườn thì bông ít thôi. Tiếp theo là cây băng xê. Xin phép. Dạ. Đây nè, cây hồng lửa, còn gọi là giống hoa hồng Sa Đéc. Rồi, bây giờ mình đã hiểu rồi đó các bạn. Cái lá nó to hơn nha, còn cái hồng cái bên lá nhỏ hơn, hồng siêu nụ, hoa hồng Sa Đéc. Cây này là cây cát tường phải không anh? Cát tường, cát tường bông cực đẹp, tại bây giờ chưa thấy màu thôi, nở ra đẹp lắm, như những bông hoa tulip vậy đó. Nhiều người ta nhìn lộn hoa tulip hoài đó các bạn, hoa cát tường. Dạ, cảm ơn, dạ. Rồi mua hoa về trưng cho đẹp nhà, đẹp cửa, cho cuộc đời thấy phơi phới các bạn. Dạ, xin phép. Dạ. Rồi bà chủ đang bán được, bà chủ vui nè, hỏi một cái thôi. Cây này cây gì nè? Hải đường phải không? Ai là bà chủ? Mà đó là bà chủ là hỏi bảo nói nghe. Ờ, cây này cây gì anh? Anh cây này cây. Cái này anh biết mà, cây gì vậy? Hả? Hoa tình yêu. Trời ơi, cái tên cái muốn có vợ có ghệ liền luôn.
hoa tình yêu. Đã quá các bạn. Ok. Rồi xin cảm ơn bà chủ dễ thương. Xin bye bye, hẹn gặp lại. Chết rồi, phim càng ngày càng dài rồi, sao bây giờ không biết nữa. Càng đi càng muốn quay các bạn. Hai bác làm một cái loài hoa gì nữa đây? Con xin phép bác. Con thấy cái bông hoa bác đẹp quá, con hỏi thăm hoa này là hoa gì thôi. Quá trời đẹp. Nó màu xanh mà màu xanh kiểu mà nó ngộ lắm các bạn. Nó thành nước biển mà nó gực lên luôn, giống như dạ quang vậy đó. Bác ơi, hoa gì hả bác? Này, thanh xà. Thanh xà. Cái này chăm ổi phải không? Chăm ổi màu tím. Dạ. Rau dừa, chăm ổi màu tím cũng mới thấy luôn. Thấy màu vàng, màu cam rồi, màu tím mới thấy. Bác ơi, bác mới like giống ra hay là ai like? Thiệt hả? Chú ơi, chú like giống ra màu tím hay là ai? Đâu có, để vua giống về làm đó chứ. Đâu có tự làm được. Dạ, chú cũng phải bẻ từ cái lá đó các bạn thấy không? Cái lá một cái lá héo, một cái lá vàng chú phải bẻ. Sửa lại từng chậu một để cho mình mua về mình trưng bày trọn vẹn đó các bạn. Đó, đây là thâm tình của người làm hoa. Hoa nó đẹp lắm á, mua một chậu đi. Hoa độc lạ luôn nè. Quên rồi, thanh xà. Thanh xà. Trời ơi, con hoa. Nó đẹp lắm là tại mưa nè. Dạ. Mà đẹp thiệt. Con chậu vậy mắc không hả bác? 25.000 hả? 25.000 một chậu. Mua hai chậu tặng một chậu các bạn. Tặng không bác? Rồi, con cảm ơn hai bác, chúc thật nhiều sức khỏe. À, thưa các bạn, mặt trời đã xuống núi rồi, mình cũng xin phép được xuống núi luôn các bạn ơi. Các bạn cho mình lãnh lương đi về được rồi, quá mệt. Cảm ơn các bạn đã tốn quá nhiều thời gian cho mình từ sáng tới giờ. Nguy hiểm quá đi vô. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.